trình sáng hôm nay xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Hùng, trưởng phòng kỹ thuật công ty nhiệt điện Phú Mỹ sẽ phổ biến. Kính chúc sức khỏe các đồng chí, chúc buổi diễn tập chúng ta nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phát biểu chào mừng diễn tập. Xin trân trọng kính mời.
chương trình nhận được xã hội và giấy khen của giám đốc quan tỉnh cho các tập thể có thành tích.